Cái phim mà tôi chuẩn bị review á, tôi đọc tên ra là clip này sẽ bị vi phạm liền. Nên tôi chỉ có thể đọc tên là Con Gấu thôi nha. Còn cái chữ sau thì thôi, tôi để cái trailer hoặc là để cái poster lên, mọi người sẽ biết. Đây là một bộ phim kinh dị hài do Elizabeth Banks làm đạo diễn. Chị này là một diễn viên và chị đóng rất là nhiều phim. Và ở cương vị là một diễn viên, chưa bao giờ khiến tôi thất vọng về cách diễn. Nhưng với nghề đạo diễn thì tôi phải coi lại chị hề tay nghề đến đâu. Cái bộ phim Con Gấu này thuộc dạng một kịch bản gọi là lâu đời, xưa cũ lắm rồi. Khi mà bạn đổi một nhân vật và thay một nhân vật vào thì có thể làm ra một bộ phim khác luôn. Thay vì là sát nhân hàng loạt, thay cái sát nhân nó bằng gấu thôi. Con gấu này đã ăn phải một cái chất mà khiến cho người ta bị hai. Bắt đầu cái cuộc truy đuổi người dân nơi đây gây ra những thảm kịch nhưng rất là buồn cười, lòng hài. Và nếu như mà mình là người làm bộ phim này á, với kịch bản này thì chắc là phim mình chỉ dài khoảng 20-30 phút thôi, chứ không thể nào dài hơn 1 tiếng rưỡi được. Cái làm cho bộ phim dài hơn 1 tiếng rưỡi chính là những cái câu chuyện bên lề, những cái câu chuyện vô thưởng vô phạt chêm vào, tạo tiếng cười, tạo hài hước rất là khiên cưỡng, cũng không có gì đặc biệt cả. Về kỹ thuật như là quay phim hay là âm thanh hình ảnh thì cũng ở mức tạm ổn chứ không quá xuất sắc. Nhìn chung thì phim này là một cái phim coi giải trí được, có giá trị xem lại thì không có, mang một cái màu sắc gì đó mới mẻ thì lại càng không. Điều buồn hơn nữa là sau khi tôi ra rạp coi phim này, vì phim này chắc chắn là sẽ bị cấm chiếu ở Việt Nam, nhưng mà sau khi coi xong về tôi mới biết phim đã có bản lậu rồi. Tôi đã bỏ hơn 13 đô để xem phim này ở rạp bên này. Tôi kiểu, ủa, có bản online rồi hả? Nhưng mà thôi, lỡ rồi, xem phim ở ngoài rạp thì thôi, cũng là một phần trung thành với nghề nghiệp của mình. Mình làm về phim mà, chỉ hơi buồn là phim cũng không phải là một sản phẩm chất lượng. Hết review rồi nè. Nếu bạn thích video này thì hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh Phúc để xem review phim chiếu rạp mỗi tuần ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.